À, dạo gần đây thì cái từ khóa đất nền Cam Lâm như là bãi dài Cam Lâm là một trong những từ khóa đang được tìm kiếm rất nhiều trên Google. Thì để lý giải vì sao bãi dài Cam Canh hay là bãi dài Cam Lâm hay là đất nền Cam Lâm lại trở thành một cái từ khóa rất là hot như vậy, thì trong nội dung video ngày hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ với chị về những cái quy hoạch bãi dài của Cam Ranh và năm cái lý do thu hút tất cả các nhà đầu tư. Bãi dài Cam Ranh được quy hoạch thành khu du lịch mới chất lượng cao, kết nối giao thông thuận tiện, có bốn đường bao gồm là đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không, và có năm lợi thế lớn và có hai thách thức của cái khu vực này. Đầu tiên thì Hùng xin chia sẻ với chị về vị trí địa lý của tỉnh Khánh Hòa. Về diện tích thì Khánh Hòa rộng 5.197 km² với dân số là 1.270.000 người, với thành phố là thành phố Nha Trang và các huyện, thị xã và thành phố, bao gồm có thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện đảo Trường Sa. Thì tất cả những cái số liệu này là được tính vào năm 2019. Anh quý anh chị, bãi dài Cam Ranh hay còn được gọi là Bắc bán đảo Cam Ranh là khu vực Bắc bán đảo thuộc vịnh Cam Ranh nằm ở phía nam của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này có phía bắc thì giáp với đèo Cù Hin, phía đông giáp với biển Đông, phía nam giáp với vịnh Cam Ranh và phía tây giáp với đầm Thủy Triều. Địa giới hành chính bao gồm một phần thuộc xã Cam Hải Đông của huyện Cam Lâm và một phần thuộc phường Cam Nghĩa của thành phố Cam Ranh. Sở dĩ có tên gọi là bãi dài vì bán đảo này sở hữu đường bờ biển dài, trải dài hoang sơ và đẹp, với chiều dài hơn 17 km từ chân đèo Cù Hin kết nối tới khu bãi tây phía sau sân bay quốc tế Cam Ranh. Thì bãi dài thuộc vinh dự thuộc top 10 vịnh đẹp nhất hành tinh. Bãi dài Cam Ranh nổi bật với trung tâm là mảng đất liền rộng 4.800 hecta, có một bên là biển Đông và một bên là vịnh đầm Thủy Triều. Đặc biệt có cảng nước sâu kín gió được quy hoạch để phát triển thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia và quốc tế. Đây là vị trí đắc địa và trọng yếu để phát triển du lịch, kinh tế và giao thương đối với các nước trên thế giới. Thì Cam Lâm còn được gọi là mệnh danh là thành phố CDC, bởi như Hùng có chia sẻ, một bên là mặt biển và một bên đó là mặt đầm, rất là tuyệt vời đúng với anh chị. Và như trên màn hình của quý anh chị, đó là về cái quy hoạch của Bắc bán đảo Cam Ranh rất là tuyệt vời. Và Hùng chia sẻ thêm là khu vực bãi dài Cam Lâm này còn được ví giống như là một Đà Nẵng thứ hai của miền Trung, đúng không quý anh chị? Thì trước đây Đà Nẵng đã từng sốt đất và từng phát triển như thế nào, thì hiện tại Cam Lâm còn có những cái nét tương đồng vô cùng là kỳ lạ và thú vị, đúng không ạ? Cam Lâm có một bên là biển Đông, một bên là đầm Thủy Triều, thì tương tự như Đà Nẵng, ở một bên đó là bãi biển Mỹ Khê, một bên đó là sông Hàn, và còn phần còn lại là của lịch sử, đúng không quý chị? Và có rất và hùng những quý nhân đầu tư của Hùng đã trước đó cũng đã thắng lợi rất là nhiều khi đầu tư vào những cái vị trí của Đà Nẵng. Chính vì thế này đã giúp cho bãi dài Cam Ranh có tiềm năng vô cùng lớn khi nằm trong cụm tam giác du lịch Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Chữ của Ninh Thuận. Và yếu tố thứ hai đó là về điều kiện tự nhiên. Vùng đất này được thiên nhiên ban tặng, có khí hậu nắng ấm quanh năm với hơn 300 ngày nắng, nhiệt độ trung bình là 26 độ C. Trong năm chỉ có 2 tháng mưa, thường rơi vào tháng 10 và tháng 11. Sở hữu đường bờ biển bãi dài hơn 17 km, bãi biển tắm hoang sơ, thoai thoải, nông, đặc biệt nước biển ở đây trong xanh và cát trắng rất là mịn, để thuận lợi để khai thác dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng biển bãi dài. Cam Ranh được tạp chí National Geographic bình chọn một trong 10 bệnh đẹp nhất hành tinh. Anh chị ha, nhìn bãi biển rất là đẹp. Nếu như quý anh chị nào mà có dịp, chúng ta có thể là tắm biển ở đây vào mỗi buổi chiều. Ở đây rất là tuyệt vời, rất là mát mẻ, nước trong xanh và rất là nông. Theo như chia sẻ của ông Ngô Quang Nam, đại diện chủ đầu tư Duyên Hà Resort, có nhận xét khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có vị trí đắc địa, cảnh quan độc đáo, biển thường êm và rất là sạch, đẹp, cực kỳ lý tưởng cho các dự án du lịch nghỉ dưỡng. Quy hoạch để xây dựng các dự án du lịch cũng rất tốt khi dự án nào cũng có diện tích từ 10 hectare trở lên. Thêm một chia sẻ của ông Martin Corner, giám đốc tiếp thị và bán hàng của khu du lịch The An Nam, nhận xét Bắc Cam Ranh quá tuyệt vời. Tôi đã đi và làm ở nhiều nơi rồi, nhưng phải nói bãi biển ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có vẻ đẹp rất là đặc biệt, có nơi nào có lợi thế sánh bằng. Thêm nữa, con người ở đây cũng rất là hiếu khách và thân thiện, và chính là những lý do khách hàng sang lựa chọn đối với Bắc bán đảo Cam Ranh. Tôi cũng thấy chính quyền địa phương có quyết sách rất tốt về đầu tư, về hạ tầng cho khu vực này, như là sân bay, ở đường giao thông, điện nước, vân vân, được đầu tư chăm sóc khá tốt, khiến nhà đầu tư cảm thấy là hài lòng. Sự thông thoáng của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý trong việc tạo điều kiện
các nhà đầu tư triển khai dự án kinh doanh khai thác hiệu quả cũng là một điểm cộng. Tất cả đã tạo điều kiện, tạo niềm tin, sự yên tâm để chúng tôi đầu tư vào một resort đẳng cấp thế giới tại khu du lịch này. Tôi chỉ có thể nói là Bắc bán đảo Cam Ranh quá là tuyệt vời. Quý anh chị, thì bởi vì Bắc Cam Ranh hay còn được gọi là Cam Lâm, đúng không ạ? Cam Lâm là một cái huyện mới được tách ra từ một phần của Cam Ranh và một phần của Nha Trang, cho nên chúng ta gọi Cam Lâm hay gọi là Bắc Cam Ranh cũng là được, đúng không ạ? Tại vì Cam Lâm là một cái huyện mới, đúng không ạ? Một cái huyện mới thì tất cả những cái chính sách đều là mới, đúng không ạ? Rất là thông, rất là thoáng để kêu gọi những chủ đầu tư về đây họ đầu tư, đúng không ạ? Để làm cho bộ mặt của huyện Cam Lâm ngày càng phát triển hơn. Và quy hoạch bãi dài Cam Ranh, Bắc bán đảo Cam Ranh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 101/2003 QĐ-TNC vào ngày 20 tháng 5 vào 2003 về việc quy hoạch đề án quy hoạch tổng thể phát triển vịnh Cam Ranh đến năm 2010. Quy hoạch chung khu du lịch Cam Ranh có tổng diện tích là hơn 4.800 hectare, trong đó giai đoạn một phát triển khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có diện tích là hơn 2.000 hectare. Định hướng phát triển khu vực này là khu du lịch chất lượng cao, dịch vụ vận tải hàng không và các trung tâm thương mại hội nghị cấp quốc gia và quốc tế. Quy hoạch khu du lịch bãi dài lấy mốc là trục đại lộ Nguyễn Tất Thành để quy hoạch từ đại lộ Nguyễn Tất Thành về phía biển, được quy hoạch phát triển các dự án du lịch cao cấp 5 sao phục vụ cho du lịch vui chơi, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, sẽ xây dựng khu resort, khách sạn, căn hộ khách sạn, biệt thự, vân vân. Quỹ đất từ trục đại lộ Nguyễn Tất Thành đến phía vịnh Đầm Thủy Triều, quy hoạch phát triển về loại hình đô thị thông minh, trung tâm hành chính, khu dân cư, khu tái định cư, vân vân. Song song giữa các dự án bãi dài luôn có các trục đường nhánh rộng từ 24 cho tới 30 mét đường Nguyễn Tất Thành đi xuống biển hay từ Nguyễn Tất Thành đi xuống khu vực Đầm Thủy Triều, giống như là hệ trục xuyên cá. Vịnh Đầm Thủy Triều có quy mô hơn 2.200 hectare, là vùng nước lặng có cảnh quan và hệ sinh thái rất là đẹp, thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ du lịch sinh thái đầm và các môn thể thao mặt nước, vân vân, đúng không quý anh chị? Đó, anh chị nhìn vào cái quy hoạch của Bắc bán đảo Cam Ranh, hiện tại có hơn 10 resort đã đi vào hoạt động rồi, như Hùng có chia sẻ, đúng không ạ? Đó là về The A Nam và Dương Hòa Resort, Fusion, Radisson Blu, Vinpearl Long Beach, vân vân. Và trên đầm Thủy Triều này, đúng không ạ? Hiện tại là như Hùng có giới thiệu là đầm Thủy Triều này về diện tích mặt nước rộng hơn 2.000 hectare, là có quy mô là gấp 5 lần Hồ Tây. Và trên đầm Thủy Triều này có những cái dự án phát triển về du lịch sinh thái ven đầm, đường bờ kè ven đầm, hứa hẹn khu vực xung quanh đây thì rất là sầm uất. Đây là một trong những cái quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch chung khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, rất là chi tiết, rất là cụ thể, đúng không ạ? Đây là quy hoạch điều chỉnh quy hoạch 1/500 của khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh mới nhất năm 2021. Cuối năm 2020, thị trường bất động sản bãi dài Cam Ranh, Cam Lâm nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung có nhận một cú hích lớn mang dấu hiệu tích cực đối với loại hình đất không hình thành đơn vị ở đã xuất hiện nhiều năm qua nhưng không nằm trong loại hình sử dụng đất của luật đất đai. Để khắc phục đối với loại hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra giải pháp: một, phần quỹ đất từ Nguyễn Tất Thành đến bãi dài sẽ chuyển thành loại đất thương mại dịch vụ cho thuê có thời hạn; phần quỹ đất từ Nguyễn Tất Thành đến phía vịnh Đầm Thủy Triều được chuyển thành đất đô thị khu du lịch hoặc là đất đô thị mới. Thông tin trên là có quy hoạch chi tiết tại quy hoạch Bắc bán đảo Cam Ranh 1/500. Về hạ tầng, bãi dài Cam Ranh kết nối giao thông đường bộ cả 4 đường, đường hàng không, đúng không ạ? Đường băng số 2 vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, dài hơn 3.000 km, hơn 3.000 m, rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn 4E, đáp ứng khai thác an toàn hiệu quả các loại máy bay cỡ lớn, đã chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 10 tháng 10 năm 2019. Nhà ga quốc tế T2 tiêu chuẩn 4 sao được xem là nhà ga tiêu chuẩn hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay, đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2018, đúng không ạ? Sân bay quốc tế Cam Ranh đã có hơn 26.700 chuyến bay hoạt động từ 25 hãng quốc tế. Từ khi nhà ga T2 công suất lớn đi vào hoạt động, có thêm 5 hãng hàng không mới là S7 Airlines, Belomus, Smart Plan, Pegas, OK Air Chung trong 2 tháng 2019 có thêm 3 hãng lớn là Bangkok Airways, Yes, Jet Air Asia và Team Asia, nhiều chuyến bay thẳng từ Thái Lan và Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nga, Indonesia đến Cam Ranh cũng sẽ được mở thêm. Về đường bộ, đúng ạ, về đường bộ, đại lộ Nguyễn Tất Thành có lộ giới là 100 m, đóng vai trò là trục huyết mạch kết nối bãi dài Cam Ranh và thành phố Nha Trang. Chỉ 30 phút di chuyển, 5 phút sẽ di chuyển ra quốc lộ 1A, kết nối vào cao tốc Bắc Nam chỉ khoảng 7 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi với liên kết vùng. Còn về đường thủy, đúng không ạ? Ở vùng biển Cam Ranh nổi tiếng với cảng nước sâu, trong đó cảng Cam Ranh trực thuộc cảng Nha Trang,
Đây là cảng thương mại quốc tế nằm trong vịnh Cam Ranh, nơi hội tụ những điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ cảng biển như có mực nước sâu, kín gió, diện tích lớn nằm gần đường hàng hải quốc tế và sân bay Cam Ranh ở cái quốc lộ 1A 1,5 km và tuyến đường sắt Bắc Nam 3 km, nên từ lâu cảng đã là đầu mối giao thông hết sức quan trọng ở trong khu vực Nam Khánh Hòa và các tỉnh lân cận. Về đường sắt, hiện tại ga ngã ba đúng không ạ, ngã ba đón khách của các chuyến bay ST1, SRT3 chạy tuyến Sài Gòn Nha Trang. Tương lai ga sẽ nâng cấp để đón các chuyến tàu chuyến thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để du khách di chuyển tới Bãi Dài Cam Ranh. Tại sao Bãi Dài Cam Ranh được lựa chọn đầu tư và phát triển thành khu du lịch trọng điểm? Bãi Dài Cam Ranh có 5 đặc điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất là khí hậu ôn hòa với hơn 300 giờ nắng trong năm, khí hậu mát mẻ ấm áp quanh năm, rất lý tưởng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, là nơi tránh rét của các nước Đông Âu như Nga, Trung Quốc v v khác với khu vực Bắc Trung Bộ trở ra miền Bắc, điển hình là từ Đà Nẵng ra đến Quảng Ninh vào những mùa đông, khí hậu rất là khắc nghiệt, đặc biệt là thời tiết rét buốt rất lạnh. Bãi Dài Cam Ranh chỉ có 2 tháng mưa lâm râm, thời tiết rất là mát mẻ. Thứ hai là sở hữu đường bờ biển Bãi Dài đẹp hoang sơ, cát trắng tinh mịn, nước biển trong xanh và khu vực Bãi Dài không có con sông nào đổ vào nước nên nước rất là trong, rất là xanh. Chính vì vậy tạp chí National Geography đã chọn Bãi Dài thuộc top 10 biển đẹp nhất hành tinh, là một điểm cộng rất lớn để thu hút khai thác du lịch. Yếu tố thứ ba là kết nối giao thông hạ tầng rất là thuận lợi với 4 đường, đúng không ạ, đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường sắt. Qua kết nối giao thông có thể thấy đây là khu vực vô cùng là tiềm năng rất là lớn du khách đến Khánh Hòa và tăng đều hàng năm. Bãi Dài đóng vai trò như là cửa ngõ để thu hút khách du đến và đi đến khu vực này, có đầy đủ hệ thống dịch vụ du lịch và tiện ích như vui chơi, nghỉ dưỡng vân vân. Yếu tố thứ tư, du lịch được tỉnh Khánh Hòa được chọn là ngành kinh tế mũi nhọn với những lợi thế rất lớn về vị trí địa lý này, điều kiện tự nhiên và kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi. Bãi Dài Cam Ranh mặc nhiên nổi lên như một ứng cử viên nặng ký giúp thu hút khách đến với tỉnh Khánh Hòa. Yếu tố thứ năm, Bãi Dài Cam Ranh được quy hoạch là đồng bộ. Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao Khánh Hòa đã có Nha Trang là thành phố du lịch biển có tiếng trên thế giới mà còn quy hoạch đầu tư vào khu vực mới như Bãi Dài Cam Ranh. Vậy thì có những lý do nào để quy hoạch một khu mới như Bãi Dài? Lý do đầu tiên, du khách khi đến Nha Trang sẽ thấy chọc dọc cung đường Trần Phú kéo dài xuống Phạm Văn Đồng là hoàn toàn các khách sạn, condotel và các nhà cao tầng là trắng biển và có rất ít khu villa resort vào những ngày mùa lễ Tết cao điểm. Nha Trang xuất hiện tình trạng là quá tải khi lượng khách kéo về đây đông đúc, hệ thống phòng nghỉ du lịch cũng bị quá tải, đúng không anh chị? Đây là một cái khung cảnh buổi chiều rất là mát của bãi biển Trần Phú này quý anh chị. Lý do thứ hai, Khánh Hòa muốn phát triển nội lực sẵn có khi Bãi Dài có rất nhiều lợi thế lớn để phát triển du lịch hạng sang, giúp thu hút được tập khách hàng sang trọng đến Khánh Hòa, đặc biệt là quỹ đất ven biển được quy hoạch lớn khi hơn có 45 resort diện tích từ 12 trở lên, đúng không ạ? Yếu tố thứ ba là phát triển các khu du lịch vệ tinh xung quanh du lịch trung tâm sẽ là thành phố biển Nha Trang để mang lại trải nghiệm khác nhau cho khách hàng, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Đồng thời khi quay lại Khánh Hòa sẽ là có những lợi thế về thiên nhiên, địa điểm, trải nghiệm tiếp theo. Bãi Dài được đánh giá rất lớn về tiềm năng phát triển du lịch và có những lợi thế sẵn có. Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh được kỳ vọng vượt qua Nha Trang, trung ương trong tương lai không xa. Thứ hai đó là về sự thách thức, đó là các dự án về chậm tiến độ, có nguyên nhân từ việc cấp đất không hình thành đơn vị ở khi chưa có trong luật đất đai. Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã khai tử đối với loại hình này, đã đưa ra giải pháp một là chuyển về đất thương mại dịch vụ cho thuê có thời hạn đối với quỹ đất sát biển, hay là chuyển qua thành khu đất đô thị mới, đô thị du lịch đối với những khu vực phù hợp quy hoạch đất ở được sử dụng ổn định lâu dài. Thiếu dịch vụ và tiện ích, chắc chắn rồi, khu vực mới được quy hoạch chuẩn và đi sâu Nha Trang hơn trung tâm thì cần phải có thời gian để đồng bộ toàn khu, cần thời gian để phát triển về cơ sở, về hạ tầng, kéo dân về Bãi Dài, Cam Ranh xuất hiện một khu phức hợp vui chơi giải trí đẳng cấp như sân golf 27 lỗ được phê duyệt, casino dành cho người Việt và người nước ngoài, làng dưỡng lão Nhật Bản, khu Saratoni 6 sao và nhiều hạng mục vui chơi bãi biển khác, vân vân, hứa hẹn sẽ thu hút lượng du khách rất lớn khi đến Bãi Dài. Vậy đây là những cái số liệu thống kê về khu vực Bãi Dài Cam Ranh đón lượng khách du lịch lớn trong 4 năm vừa qua. Năm 2016, tổng du khách lưu trú đạt hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Năm 2017, du lịch Nha Trang Khánh Hòa đã đón gần 5,5 triệu lượt khách
lưu trú. Năm 2018 du lịch Nha Trang đón gần 6,3 triệu lượt khách. Năm 2019 tỉnh Khánh Hòa đón 7,2 triệu lượt khách, trong đó có 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,5%. Đây là số liệu là anh chị. Đây là thống kê số liệu lượt khách du lịch đến Khánh Hòa trong 4 năm vừa qua. Bắc bán đảo Cam Ranh, nơi hội tụ các chủ đầu tư lớn và thương hiệu hàng đầu thế giới như là Vingroup, như là Con Long Thành, Novoland, Hưng Thịnh, Vịnh Nha Trang, Phát Đạt, Era Window, Sun Group, vân vân. Đây là những cái thương hiệu có tiếng của Việt Nam. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tới đến cuối tháng 6 năm 2020, tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có 42 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp chấp thuận đầu tư. Trong đó có 6 dự án đã thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào toàn bộ vào khai thác sử dụng, như khu du lịch sinh thái cao cấp Duyên Hà, Ama, Golden Bay, đúng không ạ? Rất là nhiều dự án đã đi vào hoạt động. Đó là những cái chia sẻ của Hùng về những cái tiềm năng, những cơ hội và những thách thức về khu du lịch bãi dài Cam Lâm. Và trong nội dung video tiếp theo thì Hùng sẽ chia sẻ với chị về những cái yếu tố về tiềm năng và những yếu tố nổi bật sẽ giúp cho khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh này sẽ thành một cái trụ cột về giữa và giúp cho gia hình giúp cho chị có những cơ hội đầu tư lớn và giúp cho chị có thể là đầu tư vào những cái khu vực gia tăng cái lợi nhuận. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành thời gian theo dõi. Nếu như khi chị xem xong có cảm thấy hay, cảm thấy thú vị thì hãy chia sẻ cái thông tin này cho bạn bè đồng nghiệp của anh chị, thì họ sẽ thật sự biết ơn đối với anh chị. Và đừng quên ấn follow kênh của Hùng nha, mình Đức Hùng Official. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn lại anh chị.